Xin chào tất cả khán giả của kênh Tài chính và Kinh doanh. Và ngày hôm nay là ngày mùng 5 Tết Giáp Thìn, và có mặt ở studio của kênh Tài chính Kinh doanh hôm nay sẽ là một khách mời rất là đặc biệt. Bên cạnh tôi và anh Nguyễn Minh Tuấn thì rất là quen thuộc với khán giả kênh Tài chính Kinh doanh rồi, thì tôi sẽ trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người. Bên cạnh tôi ở đây là dịch giả Sơn Phạm, là một trong những dịch giả hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực chính sách, kinh tế, tài chính. Và tại sao hôm nay anh Sơn Phạm lại đến đây? Bởi lẽ rằng là ngay thời điểm trước Tết thì tôi cũng chia sẻ rằng là tôi có được anh Sơn Phạm tặng một cuốn sách mà tôi đang có trong tay ở đây. Đó, cuốn sách này có tên gọi là Chính sách tiền tệ thế kỷ 21 của tác giả Ben Bernanke. Và anh Sơn Phạm là một trong hai dịch giả phụ trách cái dịch cái cuốn sách này sang tiếng Việt. Và đối với tôi, cá nhân tôi thì tôi cảm thấy rằng là rất là may mắn khi mà có anh Sơn Phạm rồi anh Vũ Hoàng Linh là những dịch giả hàng đầu tại Việt Nam đã chuyển thể một cái tài liệu hay là một cái tác phẩm bằng tiếng Anh đặc biệt quan trọng về chính sách tiền tệ trong suốt thế kỷ 21 sang tiếng Việt để phục vụ cho độc giả của Việt Nam, những người mà rất là mong muốn tiếp cận đến những cái tài liệu chuẩn chính thống rất là tuyệt vời. Thì ngày hôm nay chúng tôi mong muốn được nhận được sự chia sẻ trực tiếp từ anh Sơn cũng như là anh Tuấn, một người mà thực sự là rất là đam mê về chính sách tiền tệ, đúng không ạ? Vâng. Thế, thưa tất cả khán giả, thì câu hỏi đầu tiên thì chắc có lẽ tôi sẽ dành cho dịch giả Sơn Phạm, là cái cơ duyên nào dẫn đến cái việc là anh quyết định là dịch cái cuốn Chính sách tiền tệ thế kỷ 21 này sang tiếng Việt để phục vụ cho độc giả Việt Nam? Vâng, cảm ơn anh Long Phan đã có lời giới thiệu rất là chi tiết và rất là hay. Tôi cũng mấy khi tôi được host giới thiệu tuyệt vời như thế, xin cảm ơn anh. Thì về cái cuốn Chính sách tiền tệ này, thì nếu mà gọi đếm theo số cái đầu sách tôi đã dịch và dịch chung với anh Linh. Với anh Linh thì là quyển thứ 4, còn nếu mà qua tay tôi thì là quyển thứ 8 rồi. Thì khi mà chọn sách thì tôi cũng có chọn các cái sách theo cái sở thích của mình, là kinh tế chính trị Mỹ, nền kinh tế chính trị Mỹ. Thì cuốn đầu tay của tôi, nếu xin giới thiệu các bạn, nếu các bạn cũng có theo dõi hay là có fan hay để ý tôi Facebook hoặc trang cá nhân, thì tôi cũng có quyển đầu tay của tôi, đó là hồi ký tổng thống George Bush. Hồi sau đó là quyển thứ hai của tôi, thì quyển George Bush là sẽ là toàn bộ về cái 8 năm cầm quyền của ông, và cái nổi bật của cái cuốn đấy là chính là cái sự kiện 9/11, và toàn bộ các cái chính sách của Bush về kinh tế, về cũng là rồi là nhà đất các thứ của cái năm hoặc các cơn bão Katrina, đó là chính quyền Bush. Còn quyển thứ hai của tôi là tôi cũng bắt tay ngay, đó là cuốn Trật tự thế giới, là của cố vấn an ninh quốc gia cựu ngoại trưởng Henry Kissinger. Ông ấy là Trật tự thế giới, world order, tức là mình nói vui, ví dụ như lớp học còn có trật tự, xã hội còn có trật tự, bây giờ cả thế giới cũng phải trật tự. Đấy, thì đó là cái cuốn mà nó gọi là được gọi là basic kinh điển về địa chính trị. Đấy, chẳng hạn là khi mà cái hồi mà chiến tranh Nga Ukraine thì tôi cũng mở ra thử xem, thì nó là chương 16 của ông này, chương bao nhiêu đấy, ông dùng dành cả 16 trang để nói về Nga và Ukraine. Đấy là cuốn thứ hai, là về toàn bộ cái chính sách ngoại giao của Mỹ. Và cuốn này mà khi mà được công ty Omega tìm đến và giới thiệu thì cũng mời tôi, thì là cuốn Bernanke, là người là thống đốc Ngân hàng Trung ương đạt giải Nobel. Thì như các bạn biết rồi, thì là một banker đến thống đốc ngân hàng, mà đây là còn banker của Ngân hàng Trung ương ngân Mỹ đó. Thì về chính sách tiền tệ thì tôi rất là hào hứng và nhận ngay. Và bên Omega có đặt thời gian trong vòng 4-5 tháng là phải xong, hai em Linh Sơn là cũng rất là quyết tâm. Vâng, dịch cho. Vâng, cảm ơn anh Sơn một cái sự chia sẻ rất là thú vị. Tôi còn nhớ rằng là tôi có được anh Sơn Phạm tặng cuốn Trật tự thế giới. Và tôi có chia sẻ lại với anh Sơn rằng là tôi mất 6 tháng đọc cuốn đó. Tại sao mất 6 tháng? Bởi vì các anh dịch mà có khi cũng chỉ mất chưa đến 6 tháng, đúng không? 4-5 tháng, cuốn nó dày hơn cuốn này, Trật tự thế giới dày hơn. Nhưng mà tôi đọc, tại sao mất lâu vậy? Bởi vì tôi toàn phải đọc chú giải của anh Sơn thôi. À, đúng không? Vì riêng cái phần chú giải là rất là dài. Phải nói là như thế, tôi rất là trân trọng cái chỗ đó. Cảm ơn. Là cái người dịch mà chú giải ra
những cái lời chú giải cho một vài từ ngữ thôi, nhưng mà dồn rất nhiều cái tâm huyết và công sức và nghiên cứu và trí tuệ ở cái phần chú giải đó. Cho nên mất đến 6 tháng để đọc cuốn Trật tự thế giới chân. Cảm ơn Long Phan. Khi mà Long Phan có nhắc đến cái chỗ chú giải thì công nhận cảm ơn. Thì Sơn cũng đã cái cuốn Trật tự thế giới lên Tiki rồi, lên Tiki và có nhiều comment ở trên Tiki là những người không phải là mình phải đi nhờ xong mình vào đó, nhưng mà độc giả người ta mua và người ta khen thật, họ bảo là siêu phẩm về địa chính trị, hay là bảo rất tuyệt vời về những chú thích của dịch giả. Vì Sơn vẫn nhớ là hồi đấy và Sơn phải làm 200+ cái chú thích, vì khi mà hồi đấy là Sơn đang bước vào cái con đường dịch thuật và Sơn phải đọc. Mình dịch giả tất nhiên là mình có thể chỉ là người dịch thôi, nhưng mà dịch giả thì tất nhiên cái từ nó cao quý hơn, nó khác. Thì tôi đã cày nát hết Wikipedia, đế chế nào từ những cái thời rất nhiều đế chế, vì nó như là các vùng đất nó cứ xâm chiếm nhau như hàng xóm láng giềng, đất rất nhiều đế chế to, đế chế dần, đại Israel rồi đại Đông Á thứ đấy, thì là tôi đã dành hai. Tôi cảm giác như là nói chuyện với anh Sơn với anh Long, cảm giác như là tôi vào một cái nhà hàng sang trọng ấy. Tức là đôi khi là những khán giả kinh tài chính kinh doanh cũng chỉ xem một cái clip, hoặc là độc giả có thể đọc một quyển sách, nhưng đứng đằng sau đấy đó là một cái quá trình bếp núc mà tôi nghĩ rằng là rất là tốn công sức, đúng không anh? Và quay trở lại quyển Chính sách tiền tệ thế kỷ 21 ở đây, Ben Bernanke, thì tôi biết là cái thói quen của anh Sơn tức là dịch một phần thôi, nhưng mà chú giải thì rất là nhiều đấy, để cho mọi người có thể hiểu thực sự là sâu sắc những ý tứ ở trong một cái cuốn sách chuyển thể từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Anh Sơn cũng vừa giới thiệu là Ben Bernanke là thống đốc Ngân hàng Trung ương, và chúng ta trên kênh Tài chính Kinh doanh thì rất quen thuộc, đó chính là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và viết tắt là Fed, đúng không ạ? Gọi là Federal Reserve, tức là gọi tắt là Fed. Thế thì anh Tuấn có thể chia sẻ điều gì về tác giả này được không? Về Ben Bernanke, cái tầm vóc của ông, cái vị thế của ông trong lịch sử nước Mỹ, cũng như là về chính sách tiền tệ và đặc biệt đối với Fed. Mọi người thì chắc là nếu như mà chúng ta theo dõi trên các cái thông tin về kinh tế, về tài chính thì chúng ta sẽ quen với cái vai trò của Ben Bernanke, đó là chủ tịch của Fed. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta hiểu thêm về ông thì chúng ta sẽ biết rằng là xuất thân của ông đó là một nhà giáo, ông là một giáo sư, ông là một gọi là sử gia về về chính sách tiền tệ. Ông là một cái người mà ngay từ khi đầu tiên ông đi vào gọi là ở trong hội đồng của Fed FOMC thì có một cái giai thoại này rất hay, tôi có thể kể cho các anh. Đó là gọi là chủ tịch Fed lúc đó có đưa cho ông một cái quyển, bảo rằng là nếu anh đọc cái quyển lịch sử chính sách tiền tệ này mà anh cảm thấy hứng thú thì hãy tiếp tục làm cái công việc này. Và ông đọc và cuối cùng là ông đã trở thành một cái chủ tịch rất là thành công. Ở đây thì tôi muốn tách ra làm hai phần, hoặc là chúng ta có thể nhìn Ben Bernanke ở hai góc độ. Đó là ông không chỉ là một cái con người mà hành động. Ví dụ như là chúng ta đã rất là quen với cả những cái người mà hành động ở trước đây, như là Paul Volcker hay là Byrne hay là những cái thống đốc trước. Tuy nhiên thì ông là một con người về học thuật. Chính vì vậy nên là nếu mà chúng ta đọc cái quyển sách này ấy, thì tôi cảm giác rất là thú vị là như là một cái giáo sư, họ đang cầm cái lý thuyết đó và họ có cái cơ hội để đưa cái lý thuyết đó vào cuộc sống. Thì đấy là cái tôi có thể chia sẻ về cái tầm vóc của Ben Bernanke ở cái chỗ đó. Và Ben Bernanke thì xin chia sẻ mọi người là ông là đồng chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2002. Đúng không? Như anh Tuấn nói, có nghĩa rằng là giáo sư, nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là nó không phải là câu chuyện là thuần túy là học thuật. Bởi sao? Bởi vì ông mang những cái nền tảng kinh tế, nền tảng của chính sách tiền tệ vào hai cái nhiệm kỳ của ông tại Fed, đúng không? Đấy. Và là người tiền nhiệm của Jerome Powell, tức là hiện nay Jerome Powell là chủ tịch của Fed đương nhiệm. Thế thì quay trở lại cuốn sách này, nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể đặt sách bằng cách là vào cái đường link ở trên phần mô tả của video clip này, hoặc là trong phần comment thì chúng tôi có đưa cái phần link đặt sách ưu đãi để các bạn đặt một cách sách, thứ nhất là sách chính thống, sách trực tiếp, sách chuẩn từ công ty phát hành. Đấy, và ở đây tôi còn có may mắn hơn là tôi còn có cái chữ ký của dịch giả Sơn Phạm này, thân tặng Long Phạm. Thế nhưng mà tôi muốn quay trở lại nội dung. Tất nhiên rằng là trước khi các bạn đặt và đọc cuốn sách này thì chúng ta không nên coi như là gọi là spoil, đúng không? Chúng ta không nên tiết lộ, nhưng mà tôi vẫn muốn từ phía chia sẻ từ phía anh Sơn Phạm là cái điều gì mà anh cảm thấy thú vị từ cuốn sách này.
từ nội dung của cuốn sách này. Rồi, cảm ơn Long Phan. Về cái cuốn sách này, khi mà nói là tên sách là Chính sách tiền tệ thế kỷ 21, thì tôi còn nhớ đây là Bernanke lấy chính sách tiền tệ thế kỷ 21 là cũng giống như cái lấy cảm hứng từ cái cuốn mà của Piketty ấy, là Capitalism in 21st Century, cũng là chủ nghĩa tư bản thế kỷ 21. Còn cái tít phụ tôi có thể dùng cho cái cuốn sách này mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, đó là 90 năm lịch sử chính sách tiền tệ liên bang Mỹ từ đại khủng hoảng cho tới nay. Đấy, thì trong cái cuốn sách này là giống như anh Minh Tuấn có nói, thì Bernanke là giáo sư, ông đã dùng chính cuốn sách này gọi là Economic for General Audience, tức là kinh tế cho đại chúng, cho giáo dục phổ thông. Và ông trình bày rất có lớp có lang toàn bộ các chính sách qua các cái, nó gọi là đây, chiến lược ứng phó của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từ đại lạm phát đến nay. Là có lớp có lang tất cả các cái sự kiện khủng hoảng, ví dụ 10 năm một lượt khủng hoảng hay gì đấy, thì từ những cái thời gọi là đại khủng hoảng năm 1930 xong đến là lạm phát của Paul Volcker, hoặc là rồi khủng hoảng tài chính năm 2008. Đấy, ví dụ như vậy, là tại thời điểm đó các thống đốc đã làm việc như nào với chính quyền, hoặc là phối hợp với chính quyền trung ương như thế nào, tức là bên hành pháp nữa, chứ không phải là độc lập lập hoàn toàn đâu. Và cái điểm mà gọi là mà tôi có thể cảm thấy cũng một chút thú vị mà có thể là spoil được, thì là ngay những cái trang đầu mà tôi dịch thì tôi có đọc đến cái chỗ bản vị vàng, thì tôi cũng tôi phải nốt lại, tại vì ở Việt Nam tôi nói là mình hay có cái bị ảnh hưởng có hai cuốn ở như kiểu phương Đông, hơi một chút thuyết âm mưu, đó là cuốn thứ nhất là Quái vật đảo Dây Kim, và cuốn thứ hai đó là Chiến tranh tiền tệ của sông Hồng Minh. Thế hôm nọ thì cũng buổi ra mắt sách cũng có một độc giả cũng phát biểu để nói chuyện là, ví dụ như là có cậu em có một cái rửa tiền là gì, cậu em một cái bán một cái nhà, mua cái nhà cách 8 năm trước, bán cái bây giờ bán được hai cái nhà, xong khoe vào tính ra thì thế là được. Vâng, xin lỗi nếu mà anh độc giả hôm đó vẫn có theo dõi trong kênh đây, thì tôi cũng đang muốn xin trả lời cho lấy của anh ví dụ, và tôi cũng trả lời cho các bạn độc cũng là theo, thì một cái nhà thì hai cái nhà, tính theo tiền thì là được hai cái, nhưng mà từ anh đang nói thế, và tính theo đô thì có khi chỉ được 1,3 cái thôi, mà tính theo vàng với cái giá vàng như này có khi còn giảm. Thế là như nào? Thế là bảo thì có phải là vàng mà hồi xưa khi mình có bản vị vàng thì đáng nhẽ thì nếu mà cái vàng đồng tiền nó neo chặt thế thì nó không mất giá, thì mà bỏ bản vị vàng đi đấy là do thế lực Mỹ cầm đầu vân vân. Thì tôi xin phép tôi trả lời đây, thì trong này có cái chương rõ nói đơn giản thôi, hồi đấy là đô với vàng nó neo với nhau, hoặc là 35 ounce, 1 ounce gì đấy. Các anh thì thôi, cái này là các bạn độc giả của cộng đồng tư vấn tài chính biết quá rõ rồi. Lúc mà đại khủng hoảng, nền kinh tế nó suy thoái thì mình phải giảm giá tiền, giảm bớt đi, thì người dân thấy tiền mất giá, người ta kích cầu, người ta mua. Thế bây giờ thì đô cứ vàng cứ neo chặt như thế rồi, có trong này còn nói nữa là các vì phải tranh giành vàng vật chất, rồi ngân hàng trung ương của Anh cũng tranh giành vàng vật chất, gây ra cái khủng hoảng vàng trên toàn cầu. Vì vậy là tổng thống Wilson, cái tổng thống lúc đấy phải từ bỏ bản vị vàng. Đấy thì là các bạn đọc ở trong này đều đó là cái giải thích nó có lớp có lang và có đúng kinh tế học như thế. Đấy, thì tôi nhưng kinh tế học lại dành cho người phổ thông. Đấy, đúng rất là hay. Bản vị vàng là bỏ năm bao nhiêu anh Tuấn? Tôi nhớ là công bố năm 1972 và chính thức có hiệu lực năm 1973 của Tổng thống Nixon. Thực ra thì khi mà tôi đọc cái quyển sách này ấy, anh Long, thì tôi cứ vừa đọc vừa cười. Thế vợ tôi hỏi là tại sao anh lại vừa đọc vừa cười? Tại vì tôi cảm giác như là gặp một người bạn cũ, cái người bạn mà mang lại cho tôi rất là nhiều cái bài học ở trong quá khứ. Tại vì tôi cũng không ngần ngại chia sẻ những cái thất bại lớn nhất của tôi trong tài chính cá nhân, nó liên quan đến gọi là người mà tôi rất là tôn trọng ở đây là Ben Bernanke, vì ông rất giỏi ở trong cái điều hành chính sách tiền tệ theo một cách hoàn toàn mới. Tuy nhiên, có những cái công cụ mà ông phát triển ra, ví dụ như là quantitative easing, đã làm tôi mất đi, tôi có thể nói cho các bạn là toàn bộ cái số tiền của tôi tích lũy được từ năm bắt đầu đi làm cho đến năm 30 tuổi, tại vì lại quay lại cái vấn đề về vàng đấy. Tại vì trước đây chúng ta không bao giờ nghĩ là vàng có thể vượt được 1.000 đô một ounce. Nhưng khi mà cái công cụ của ông là quantitative easing, là nới lỏng định lượng, cái đấy là hoàn toàn mới khi mà nó bắt đầu ra đời khi mà năm 2008. Thì tôi là một trong những người là theo trường phái cũ, tức là luôn luôn là nghĩ rằng là vàng không thể leo đến mức như vậy. Khi mà chúng ta đọc cái quyển sách này thì nó sẽ có một cái cách tiếp cận rất là hay nào. Đó chính là tiền là công cụ để mang lại cái sự lưu thông của giá trị trong xã hội. Chính vì vậy nên là vàng nó chỉ là một công cụ thôi, và nếu mà cái khối lượng của nó không đủ
thì nó phải sử dụng những cái phương thức tiền tệ mới. Và khi mà chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái tiếng Anh là open mind, tức là chúng ta sẽ mở rộng được cái tư duy của chúng ta ra về tài chính cá nhân, về đầu tư, cũng như là cái cách chúng ta tiếp cận với những tài sản tài chính mới. Và tôi nghĩ rằng là khi mà đọc cái quyển sách này thì tôi thấy rất là thú vị. Vâng, cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn anh Sơn đã chia sẻ của các anh, làm tôi nhớ đến năm 2008. Vâng. Cả một cuốn này 90 năm chính sách tiền tệ thì chắc là tôi sinh ra thế hệ 7X thì không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ được trải nghiệm quả khủng hoảng, đại khủng hoảng 1930 đúng không? 1930. Cái cuộc khủng hoảng mà tôi 1973. Được trải nghiệm và thực sự có cuộc sống trong đó và tiền cũng mất nhiều, đó là 2008. Đúng không? Và chính sách tiền tệ thì thực sự là một cái gì đó mà chắc có lẽ tôi phải dành một câu hỏi cho anh Tuấn, tức là với quay trở lại ở đây, Ben Bernanke, chủ tịch của cựu chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, và chính sách tiền tệ và Fed là cái mà có cái sự tác động rất lớn kể cả năm 2024 này. Thế thì câu hỏi dành cho anh Tuấn là anh quan điểm như thế nào khi mà nhiều người nói rằng là Fed phải luôn giữ cái sự nghiêm minh về chính sách tiền tệ? Vâng, thực ra thì như thế này. Khi mà tôi đọc sách ấy, thì tôi thấy một cái điều khá là hay, nó giống như là chúng ta đi học ấy. Ở đây thì tôi xin tiết lộ một chút xíu, cái này anh Long với cả anh Sơn chưa tiết lộ là hai anh là cùng bạn học trường cấp 3 là trường Am. Nên là giống như hồi xưa chúng ta đi học, chúng ta đi học và chúng ta giải toán và chúng ta có đúng có sai, đúng không ạ? Thế thì tôi xin tiết lộ là trong này các anh ấy cũng nói rất là rõ là các anh ấy cũng thử suốt ngày. Tức đấy là các anh ấy cũng thử sai và làm ra được những cái công cụ để làm sao giữ được hai cái mục tiêu tối ưu thôi. Đó là mục tiêu đầu tiên, đó chính là cái lạm phát mục tiêu, và cái thứ hai đó chính là cái tỷ lệ thất nghiệp mà tôi và anh Long đã nói rồi. Thế thì ở đây ấy, khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự tác động quá lớn của chính sách tiền tệ vào nền kinh tế và môi trường đầu tư, chúng ta thường suy nghĩ rằng là Fed phải hành động như thế này thì phù hợp thị trường, hay là phải hành động thế kia thì mới phù hợp với cả thị trường tài chính, và thông thường thị trường tài chính sẽ phản ứng trước. Tuy nhiên, cái sự nghiêm minh hoặc là cái sự nghiêm cẩn của chính sách tiền tệ nó nhằm những cái mục tiêu rất là lớn hơn. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng là họ cũng giống như là bóng đá luôn anh Long, có đánh chặn, tức là chỉ cần thấy nhìn thấy lạm phát hơi nhích lên hoặc là một số cái chỉ số ví dụ như là chỉ số tiền lương hơi nhích lên là họ đã có tăng 0,25 điểm. Tại sao tôi vẫn nhắc đi nhắc lại cái chuyện này? Tại vì chắc là thế hệ của chúng ta, những nhà đầu tư ở đây, nó có hai vấn đề. Một là nó quá lâu rồi, trong quá khứ những năm thập kỷ 70-80. Và cái thứ hai là khi đó thì cái thị trường tài chính Việt Nam nó chưa có cái sự hội nhập lớn đối với nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên nếu mà chúng ta quay lại gọi ai là những người thống đốc thành công, gọi là chủ tịch Fed thành công, thì chúng ta có thể rất là dễ nhớ tên là Paul Volcker, là cái người mà đã nâng lãi suất lên đến mức 10-mấy% để hạ lạm phát. Nhưng chúng ta rất là hay quên có một người trước đó là thống đốc, là chủ tịch tên là Bern. Và ông ấy chỉ có một lần thôi là ông ấy vừa tăng lãi suất, xong một thời gian sau lại giảm lãi suất là thị trường nó bị nhờn. Đấy, đấy thì không nghiêm minh và không thể hiện rõ ràng cái quan điểm đâu là cái sự quan trọng. Vì ở đây nó có một cái điểm mà tôi cũng rất là mong muốn mà chia sẻ để mọi người có thể nhìn thấy thêm, đó là chủ tịch Fed có một quyền lực rất là lớn, tại vì khi mà họ tác động đến chính sách tiền tệ, họ sẽ tác động đến nền kinh tế và họ có thể tác động đến chính trị, đó là các cuộc bầu cử. Chính vì vậy nên là mà vấn đề chính ấy là chủ tịch Fed lại do tổng thống bầu. Chính vì vậy nên là mà nó có một mối liên hệ rất là chặt chẽ và gọi là rất là nghiêm cẩn, và chúng ta cần phải xem cả cần về địa chính trị cũng như là kinh tế để chúng ta có thể hiểu được cái cơ sở hành động của họ. Ở đây thì có thêm một cái ý nữa mà tôi muốn nói, đó là khi mà ông nhậm chức thì ông nhậm chức của trên vai một người khổng lồ, đó là Alan Greenspan. Alan Greenspan thì chúng ta đều biết rồi, là một một người đàn ông xuất thân từ một cái công ty cố vấn. Ông là con người là không có lý thuyết mà chỉ có hành động, và ông hành động đến mức rằng là ông chỉ đọc các cái báo cáo và ông cho vào một cái cặp, và mọi người sẽ đoán rằng là nếu cái cặp này hôm nay nó dày thì chứng tỏ là chuẩn bị có biến. Đấy, thế còn ông sẽ không có một nghiên cứu phân tích, không đưa ra những cái dự phóng. Ví dụ như bây giờ tôi và anh Long đang nói chuyện với nhau, chúng ta có thể mở cái biên bản họp của Fed ra, chúng ta có thể nhìn thấy các dot plot, chúng ta có thể suy luận. Thời đó ở Greenspan là không có, và chỉ có Ben Bernanke là có. Và thêm nữa đó là ông nghiên cứu rất là kỹ cái chính sách tiền tệ của Nhật, và từ cái chính sách tiền tệ của Nhật thì mới có cái QE. Tại vì khi mà chúng ta hạ đến lãi suất đến bằng không rồi
thì nó sẽ gặp một cái vấn đề mà có thể Việt Nam chúng ta cũng đang gặp bây giờ. Liquidity có hạ lãi suất mãi, có bằng không thì vẫn không đẩy tín dụng ra được. À. Đấy, thì ông đã đưa ra một cái gọi là QE, có nghĩa rằng là thôi, đưa trái phiếu đây, tôi sẽ bơm tiền ra. À. Thì đây là một cuốn sách mà tôi nghĩ rằng là nếu các bạn thực sự quan tâm đến đầu tư thì nên đọc. À. Chắc chắn rồi. Anh Tuấn vừa nói một câu chuyện chính sách tiền tệ của Nhật thì tôi nhớ là anh Sơn Phạm đã từng học Nhật đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng, thì như anh Long Phan nói, ví dụ như là thời 7X thì chúng tôi chưa có cuộc khủng hoảng nào. Ví dụ như là gần trước 79 thì có cái của lạm phát bên Volcker 73. Còn ví dụ như cùng là bạn học thì cái mà anh Long Phan nhắc đến 2008 thì cái điểm chung thì hồi đấy tôi học ở Nhật đúng 2008. À. Và nghe chuyện các anh thì hơi buồn chút, anh này thì hồi đấy anh cũng mất hết cái tiền tiết kiệm 30 năm, anh này anh mất rất nhiều tiền. Ừ. Thì hơi buồn cho anh, tôi không mất tiền. À. Có tiền đâu mà mất. Một câu chuyện vui thôi đúng không? Nhưng mà mất tiền xong lại kiếm lại. Vâng, thưa các bạn, về quay trở lại cuốn chính sách tiền tệ thế kỷ 21, hơn 500 trang. Vâng. Tôi có dở hơn 500 trang. Và thực sự là một cái hàm lượng vô cùng lớn ở đây. Với một tác giả rất rất nổi tiếng và dịch giả cũng rất nổi tiếng nữa. Vâng. Thế thì các bạn vẫn quay trở lại, các bạn muốn đặt sách một cách chính thống nhất, chuẩn nhất, xịn nhất từ nhà phát hành thì vui lòng vào đường link ở trong phần mô tả của clip này và trong comment thì chúng tôi cũng để đường link để mọi người có thể đặt sách với giá ưu đãi. Đấy, thế còn thời lượng chia sẻ đầu năm thì chúng ta cũng chia sẻ ngắn ngắn như vậy thôi để cho mọi người nghe cho nó vui vẻ. Đấy, và sẽ dành một cái hoạt động nho nhỏ. Vâng. Đấy, vì tôi với anh Tuấn thì đều được anh Sơn Phạm tặng cái cuốn sách màu xanh. Vâng. rất là thú vị, là trùng hợp là cái thiết kế của nó màu xanh và năm nay thì là rồng xanh. Đúng. Đấy, thì chúng tôi cũng có một món quà để đầu xuân năm mới tặng lại anh Sơn Phạm. Vâng. Thay mặt cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam và kênh tài chính kinh doanh thì rất là trân trọng gửi tặng đến độc giả. Vâng. Một chú rồng màu xanh, đây là cũng là vàng và đây là mạ vàng, có nghĩa rằng là coi như là cái chế độ bản vị vàng nó vẫn có hiệu lực ở đây anh ạ. Cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn bác Phan và chúc cộng đồng chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình chúng tôi. Hãy nhớ đặt sách, được không ạ? Đặt sách là một cái thứ mà có lẽ là tôi nghĩ rằng là sách là thay đổi cuộc đời của chúng ta. Có cái này rất là hay này, nếu mà bạn nào vẫn còn lắng nghe bọn tôi đến cái chỗ điểm này ấy, thì cái chương cuối cùng ấy, nó đặc biệt quan trọng tại vì nó có tiết lộ ra là cái công cụ của chính sách tiền tệ trong thời kỳ mới. Cái đấy là cái vô cùng quan trọng, tại vì nếu mà chúng ta mà cứ quen với những cái cũ ấy, thì có khi chúng ta bị lạc hậu rồi. Giống như ngày xưa tôi mất hết tiền vì tôi nghĩ rằng là chính sách tiền tệ giảm lãi suất về đến thấy là hết rồi. Thôi spoil thế thôi. Vâng, rất là cảm ơn các anh đã tham gia chương trình đầu xuân, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và xem chương trình của chúng tôi. Và đặt sách, cuốn sách chính sách tiền tệ thế kỷ 21 bằng cách là truy cập đường link. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình sắp tới.